vừa hiện tại Phương vừa đang có mặt ở chợ đêm Đà Lạt và hiện giờ thì du khách về chợ rất là đông rồi. Mà Phương vừa nó phát hiện hôm nay ở chỗ này mọi người chưa có bày ra bán, mọi khi là mọi người bày ra bán cháo gà rồi sữa đậu nành rồi đồ nướng hải sản nhiều lắm. Hôm nay thì công an cấm hay sao nên giờ chưa có ai hết. Bây giờ mình sẽ đi vô chợ mình kiếm cái gì gặp gì mình coi mình mua đi chứ giờ là một đống hỗn loạn mình không biết đi đâu hết. À, tới Đà Lạt thì mọi người hay uống sữa đậu nành với lại bánh nem tráng nướng. Đây có sợi có dâu lắc nè, mua dâu lắc. Đây được 2 ly. Mua rồi hả? 5 ly nữa. Không mua. Thôi, đau ly thôi. Đây, dâu lắc 200 ngàn ly hả? Dạ. Yeah. Bán lâu chưa chị? Lâu rồi, mấy năm rồi. Cái này mình mua dâu về mình cắt rồi mình trộn hả chị? Đúng rồi, cắt rồi dơ bỏ tưới về dơ mới bắt đầu trộn nha. Dạ. Yeah. Này trộn đường với ớt rồi sao chị? Đường muối ớt. Dạ tốt. Đây. Ngon quá. Ăn cái thứ thứ ăn nhiều quá ăn hồi ăn không nổi. Dấu này mình bị đau bao tử mà ăn xoài là vì cao ruột lúc đói á, con ăn dấu không bì kìa. Sáng hỏi cháu cờ chú. Này dấu chị mua hay là dạ, dấu nhà chồng của chị. Dấu bên nhà bà cố có cả mấy vừa luôn nhập xỉ cho ở dưới trời này họ bán nè. Dạ. Mới gửi đi Sài Gòn. Này rồi lắc con này tươi hả chị? Đúng rồi, đấy là tươi con ăn thì mới nổ vô lắc tại vì lắc lên một hồi nó chảy nước. Nó bị thấm đường. Đêm. Dấu nước nó thấm đường nó chảy nước. Dạ. Dấu này là mấy con dấu ngón con người dễ mà bạn đưa. Không có cái gì hết. Dần dâu tươi ấm, dần dâu sạch. Ăn cái này mình sẽ làm cho mình bị sót ruột xong mình sẽ ăn được nhiều thứ. Dâu lắc lên chị ơi. Giờ mình sẽ đi vô xuống dưới anh ơi. Không rồi em hút tờ. Ngày mai đại sốc cho ta. Đây cái khu này thường thường là Phương vừa thấy là Phương vừa đi Đà Lạt nhiều lần rồi Phương vừa thấy là bán bánh tráng trộn với lại sữa đậu nành nhưng hôm nay đậu xe rồi chắc phải tầm 10 giờ mới bán mà hơn giờ mới có 7 giờ Phương vừa mới đi mới 7 giờ chắc Phương vừa đi một vòng rồi Phương vừa kiếm chỗ nào ăn tối. Ở trong đây là chợ Đà Lạt và trong đây nhà lòng chợ sẽ bán bánh mứt đồ đặc sản của Đà Lạt á. Thì vừa có vô chợ đó rồi. Đây, mình sẽ đi một vòng. Thử cho. Thử một cái. Nè, thử. Cũng ngon. Nè lấy cái bự ăn cho nó ngon. Nó có xíu vậy. Hết chua ha. Ấy là không phải em hết không. Cái chua ngon ngon. Nó chua nhưng mà nó không có ngọt lắm. À. Ok. Đông quá không biết gì đâu. Giờ mình đi đâu giờ Tú? Bạn Tú là thành về Đà Lạt. Đó thấy bộ đồ là nhìn biết đi Đà Lạt thường xuyên rồi thấy không? Đi kiếm mới về nước. Không, ở Đà Lạt mà mọi người ở Đà Lạt bộ đội là mình là cơ bản. Nhìn bộ đồ của Phương vừa là mọi người không biết Phương vừa đi đang đi Đà Lạt không? Bây giờ có lẽ không lạnh nhưng mà chút xíu nữa rất là lạnh luôn á. Và ai không mua áo khoác trong chợ này á mà thì giờ đi ra ngoài sẽ rất là hối hận. Mình tin chắc là trời ơi anh hối hận quá. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đúng không bạn? Đúng không? Tôi đã từng đúng không bạn? Nói lắc Phương vừa mà lạnh Phương vừa sẽ lấy cái áo này Phương vừa mặc. Dạ biết đi đâu chạy mà. Đi đây. Đây nè. Mấy cái làm cho mình có chân ngồi anh.
mà đi mấy người anh? Để xíu em xíu. Ok. Để đi coi. Dạ. Có khu vực nào bánh cái nướng canh bơ này đúng. Em ơi, bạn nào bánh cái nướng một phần. Xong quanh là lan ra luôn. Tô nuôi giờ hay no quý vị ạ. Có kem bơ. Kem bơ ngon đó. Thử kem bơ đi. Kem bơ bánh tráng một thứ gì đó. Kem bơ đi chị ạ. Đưa kem bơ đi bé. Em ăn không? Tú, Tú ăn không? Không ăn nè, em thử rồi. Nó bừng nồi đen nên nhìn không ra. Đó, hỏi trái rồi bé. Có kem vô là thành kem bơ nó ngon. Nhiêu bé? Dạ 20. Oh my god, cái này đùi. Mất mấy chị cho anh hai ba cái bún nha, cá 20 chơi làm gì nè, rồi cái gì con, cá hay là bơ hay là bánh tráng? Ừ vô luôn con, vô đi. Mình mua một ly mình ăn ba người cùng ăn đó. Bánh tráng một khô kem bơ em ơi, trộn lên ăn ha anh, trộn lên hả? Đâu đâu mặt nhau mà nướng và mực nướng ngon anh chị, mực Đà Lạt, người ta mực Nha Trang quận đầu mình mới mực Đà Lạt. Nhà nát có mực hả? Có chứ anh. Không có biển có mực luôn. Bánh tráng mực nướng cái bơ em ơi. Này em bơ đây. Bánh ăn uống gì nhé, mày mang trời bánh tráng mực nướng cái bơ. Này bơ bỏ với kem bỏ với đá đậu phộng. Bánh tráng mực khô nè em ơi. Mực khô khô mực khô. Ăn cái này sẽ làm cho mình rất là no. Đi một vòng để mang được bao nhiêu món này. Máy bóc nướng. Bóc nướng hoặc làm nướng. Em bơ bánh chén cho cô anh ơi. Em ơi mình ăn gì vậy? Bóc nướng, pha lông nướng, trứng nướng. Đi con đi nhầm không trả lại ăn. Đi con nhiều quá con là bị no á. Bóc nhà mình chồng hả con? À, mua không? À, mua đó, mà bắp này bắp nếp á. Dạ, bắp nếp ngon à. Này bắp tươi luôn. Bắp tươi luộc ra nướng liền luôn mà. Dạ. Mới vừa lấy hàng lên luôn. Dạ. Mình thấy mình quen lắm nha. Ừ. Như làm trong hương dừa phải không? Ừ. Dạ. Đó. Dạ. Không? Dạ. Nhìn là biết liền rồi. Tối tối nào cô thì trả coi mấy cái mục đó. Cô coi con hả? Ờ. Cá thứ ngày đây nè. Ờ có chứ. Vừa là nổi tiếng hả bà? Ờ đó nghe. Nghe. Cá đó đại học Đà Lạt á. Nói vậy. Dạ. Con đi thi cô. Hả? Sao cô không thi? Hả thi gì con? Lên thi nước bắp hả? Hả? Được. Nướng bắp, nướng khoai, nướng trứng ha. Cô bán bao lâu rồi? Cô bán lâu rồi đó. Dạ, nguyên cái giải này là của gia đình mình hết cô? Ừ. Dạ. Cô bán mà vui vẻ quá ha. Vui vẻ. Hả? Bán vui vậy dạ. Khách mới là tới ủng dạ. Hộ dạ. Chứ. Mình bán lâu chưa cô? Bán lâu, lâu rồi đó. Dạ. Quá là nó chỉ cho lộn mèo bạc bạc. Đáng với anh trà sữa ha. Bánh chu ti với trà sữa. Giờ mới dọn ra ha. Giờ chúng ta dọn. Sao mình dọn chảy nha. Dọn tay chờ bông ta làm việc mình dọn vậy ha. Bông nó dẹp mình mới dọn ra mình bán. Còn quá lát trở lại mua bắp của con ăn. Ờ nghe nhớ ha. Con nghe kìa con nhiều quá. Đây có cái bạn luôn nha. Dạ cái cô hà. Con đi vòng nha con. Ờ. Dạ, đi vòng quay gì nha. Dạ. Nhớ đi. Rồi. Bà Tú rồi. Tú ơi. Đi mua luôn nha. Cái gì đi mấy em? Bánh tráng.
như đầu đuôi lưu niệm. No quá. Chắc mua mấy này quá. Đây là cái hương mưa đi. Cái chợ này mình phải đi mấy đêm á, mình quay mấy đã, mình giới thiệu đầy đủ nè. Ở đây là chỗ bán hoa với hoa tươi à. Đây Xuân ơi, ta đang mua hoa nè. Có đủ đó, phải cho hoa cho. Đúng rồi. Đúng. Cái ngồi đây ơi. Súp cua với lại bánh tráng nướng. Ngon quá. Cái nào cũng nóng nóng nhìn đã ghê luôn. Trời đông quý vị nha. Rồi, bên đây bán đồ áo len cho bé dễ thương quá, để con coi mua trà sữa thôi. Cái vàng á, cái hồng cũng vừa, cái hồng cũng vừa, con tabu này nha. Hồng cũng dạ, nhỏ thì bỏ giải. Anh em mà anh đòi mặt rộng hả? Em mới nói chị mua cho em quá. Đó. Ủa chị đây mình hả, anh đâu? Ở đây chụp hình cẩn thận vậy. Đây mình. Đây, cái này nhiêu con? Đây nhiêu con? Cái này 80 ngàn. Màu đen nữa. Cái giá này hả? Không, tâm chị không mất khách nào mất chỗ này không khách hả? Ờ, chứ mất chỗ khác là khách. Mất bên đây trả gấp đôi tiền cho em gái. Anh cho cái bịch. Cái này đi. Không có, đi thay cô đâu. Anh cho con trai đi đâu. Mấy tuổi? Trai 5 tuổi. 5 tuổi là cái này. Thôi vậy con trai khỏi mua đi, nó mặc đâu. Trai nó kén quá, trai nó kén, mua được mặt, nó phải tự nó mua. Cái áo này dễ thương. Vô nước cẩm hả chị? Dạ, u nước cẩm em. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Gặp lại chị. Rồi. Này tôi vừa đã mua được con áo dành cho em bé dùng cho trà sữa. Vừa đi tiếp. Sao? Đó. Cái đống áo này cũng nhiều lắm rồi. Mua áo mà giờ chưa có làm. Áo cam ba, áo cam ba. Cái đống có hơi không khí. Còn ghét á.
cảm giác là bây giờ chưa lạnh, không biết là lát nó có lạnh hay không thôi. Nhưng mà mình chạy đi lạc mua áo áo khoác rồi mặc cho biết là mình tắm đi. Nữ mà. Nó nữ. Nó xỉu. 130. Có một bạn trợ lý nữa không, nữ cho mình mà. Xỉu. Anh cá cho em không? Dạo năm được luôn đó. Sẽ dài 2 tiếng quý vị nha. Mọi người theo dõi nha. Đó, sẽ có nhiều điều thú vị chờ đợi mình. Đó. Đà Lạt hả? Bự ơi, này bự quá, này bự. Phục hình quá. Hoa cao này được rồi. Mình hợp với màu vàng đó. Đó. Rồi mặc vô luôn, tính tiền luôn. Mặc đi luôn, không tính tiền luôn. Anh thử gà kéo được không hay là nó bị. Ok. Nhưng mà phải phủ phủ ra cho nó phòng chặn thế ha. Bẻ cái cổ. Chụp tấm đẹp trai nè. Rồi. Rồi, cái này đi tốt, cái này được rồi tốt. Này nhiêu anh? Hôm ba kìa. Đi đâu rồi? Trăm ba. Này nè. Trăm ba hả? Ok đi. Còn cái này được rồi, này lên Sài Gòn được rồi. Em vào cái anh ta. Cảm em 120. Cảm em cầm anh nha. Em 30, em 30. Đây, đây. Đưa anh 10 ngàn. Đưa đứa lại này có tầm 10 ngàn cho. 10 ngàn cho lớn. Rồi điểm đủ chưa? Điểm mà đủ chưa? 80 với 50 đủ không? Đủ không? Đây, bây giờ con vừa sẽ tiếp tục đi. 130. 130. Mua rồi. Phải mặc áo màu hồng cho nó nổi. Ôi ra cho mình. Này là đồ ngoài trời cũng diễn giả rất là nhiều, đây là bánh bích đây nè. Đó.
lát mình sẽ lại mình ăn cái này riêng. Giờ mình ăn sẽ đi một vòng chợ. Mua cái đâu? Mua cái gì? Già quá trời, cái gì vậy? Ở Đà Lạt mà cũng có bán kem chứ bộ. Khoai tây. Có nhiều món ngon quá thì mình thích thiệt luôn. Khó quá. Khó lũ cũng gì này. Thôi, lát mình mua sao đi, giờ mình đi tiếp. Ôi, đây bán còn đồ không đúng. Đâu rồi? Có phòng. Thêm xe, nhà nữa. 60 ngàn. Nó này mà co giảm xong không chìm hả? Chứ không ra đây. Nào nữ, có lòng. Có lòng này quý vị nha, mặt ngứa lắm. Đi một vòng nữa kìa. Ở trong đây là người ta nhà làm chợ người ta bán thịt. Đúng là mình đi có không khí cho nó vui, mua không biết mua gì. Phải mua gì phải nghĩ trước ở trong đầu rồi đi tới thì là bán ba lô mua sắm trả góp 0% luôn, 19 ngàn trả góp luôn. Thôi mình đi tiếp đi. Hôm nay là mình đi chợ đi tham quan thôi, mình không mua được áo khoác. Cái gì vậy?
đi như đó. Đi thấy quay mới chứ đi vô rác luôn. Là bán hàng kìa. Mà chứ đi bữa đây à? Không thương lắm. Đi qua đây luôn. Sẽ đi một vòng chợ Đà Lạt luôn quý vị nhé. Bên đây không có sung bằng bên kia. Rồi áo khoác con 130 rẻ quá ha. Đồ bán quần áo của quý vị vậy ơi. Quần áo bánh mứt. Hôm nay tôi vừa về. Giờ mình đi thì mình không có sách được. Ra bên đây hả? Ra chợ đâu ta? Có đi ra. Muốn ra đường cái gì sao? Đi thẳng là ta tới luôn, đi thẳng. Bây giờ ta còn bán cơm cá. Phải đi với gia đình á, mua sắm rồi mới vui. Ở đây mình vừa thì không có thích mua sắm lắm. Giờ bắt đầu người ta bán như ở đâu nhiều đồ là chung bo thằng ở đây chạy bo là rồi. Con vừa đã đi một vòng chợ đêm Đà Lạt rồi, giới thiệu mọi người một vòng chợ. Bây giờ con vừa sẽ đi vô chi tiết, con vừa sẽ kiếm mấy gian hàng ăn uống hoặc mua sắm, con vừa quay tiếp để giới thiệu mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Bye bye mọi người.